Bạn nên dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn chơi một con quét trực tuyến trên đập khối đá kiếm tiền đô rút về PayPal hoặc Bitcoin nha mọi người. Kiếm ngày 10 US là 10 đô là được nha mọi người. Con quét tên là Blockmat, đập dỡ khối miễn phí thắng tiền thật. Đầu tiên anh chị em cô bác thì bấm vào dù giao diện của mình, nó ra một dịch ra một tiếng Việt. Dù giao diện của mấy anh chị tiếng Anh tiếng Việt thì anh em chị em cũng làm theo y gan mình nha, mình sẽ hướng dẫn nhanh chậm cách đăng ký thôi. Anh chị em bấm vào nút tham gia ngay góc bên tay trái của mọi người nè, cái màn hình đỏ đỏ nha, anh em bấm vào đó. Anh chị em bấm vào, là mình đầu tiên là tên đăng nhập, anh chị em ghi tên nhớ có số vô nha, ghi tên của mình hoặc có số vô, tên gì cũng được hết chứ, nhớ có số vô một chữ cái và có số nha mọi người. Mình vô ghi đại kim 22 thì ghi gì cũng số nữa nha. Rồi cái mail này ghi mail của mình vô, rồi đặt bắt buộc là mật khẩu. Anh chị em cô bác chờ mình chút nha. Rồi các bạn bấm vào nút tạo tài khoản nè. Rồi con quét này kiếm tiền là rất mau. Rồi như vậy là mình đã vô được cái một tài khoản, là mình đã vô được 35 hộp đập nha anh chị em. Các bạn mình sẽ hướng dẫn ơi con quét này nó hơi có quảng cáo nè, nên bấm bỏ đi, bắt lóc bỏ. Mình sẽ hướng dẫn anh chị các bạn verify mail mình ăn nữa, mình rút tiền cho nó dễ nha. Anh em bấm vào cái nút đồ ngự của mình nè, mình sẽ hướng dẫn chậm chậm thôi. Rồi nó rồi mọi người bấm vào nút account nè, account sẽ tin là một này là một cài đặt tài khoản của mình, xác minh tài khoản của mình nè. Các bạn chờ mình chút nha. Rồi các bạn bấm vào nút claim to verify nè, clip to nè, tiếp vào mình sẽ hướng dẫn kiếm tiền trên con quét này là rất là mau, một ngày kiếm 50 đô rút về sao kỹ ta, rút về PayPal hoặc Bitcoin nha. Clip rồi vậy là mình qua bên cái thư mình kiểm tra nha. Các bạn đã thoát ra đi, đồng ý. Rồi anh chị và các bạn thoát ra đi, anh chị và các bạn vào mail của mình nè. Link thì mình để phần mô tả đó, anh chị em nào có thương có yêu mến mình thì click vào link mình đăng ký, mình được một hộp đập và anh chị em thì được 35 hộp đập nè. Blockmart profile nè. Rồi anh chị ấy vào, rồi anh chị verify mail nha. Rồi xác minh như vậy rút tiền mới được em anh chị. Đợi mail wifi rồi, ok. Sau khi anh chị đã verify mail xong thì anh chị em mình đã vô mail kích hoạt được nè, là nó nhắn tin là mail của bạn đã được xác minh rút tiền được kích hoạt nha mọi người. Vậy anh chị em mới rút tiền được nha. Mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách kiếm tiền nha. Anh chị em và các bạn vào nút ba gạch lên đây nè. Rồi anh chị em này là thì có khối nè, có những mục kiếm tiền như sau, là anh em chị em là khối nè, anh em đập khối tảng đá nè. Nè, sau khi anh em vào thì mình được 35, tặng cho 35 hộp đập nè. Anh em lướt xuống.
anh em tặng cho mình 5 hộp đập, anh em bấm vào claim nè. Team Fest Claim Boy nè. Mình hướng dẫn từ từ nghe anh chị em. Cũng là mất thời gian quá. Tại vì cái ứng dụng này nó hơi bài quảng cáo nhiều nha anh chị em. Mình bỏ ra đi. Chết. Mình làm video này cũng khó nữa. Tại vì ứng dụng này hơi bài quảng cáo, bởi vì đứng đứng hoài. Nó có tiền trả cho mình. Rồi, vậy là mình được 40 hợp đập nha anh chị em. Sau sau khoảng tại tại bài quảng cáo này vậy. Nên anh chị em, sau khi 1 tiếng đồng hồ mình vô mình nhận claim là mình nhận được 5 hộp đập nghe, mình đập cái cho anh chị em coi nên đập vào có tiếng đó nè. Bao nhiêu đô không? À, anh chị em là được 0,5 đô nè. Rồi mình sẽ hướng dẫn sau. Mình sẽ hướng dẫn anh chị em đập đi nha, rồi mình sẽ hướng dẫn sau nữa. Phan. Rồi anh em nhập mã mờ nè. Anh em copy mã mờ ấy nè. Anh em vô sổ số nè. Anh em vô giải thưởng đi. Tùm lum hết trơn, qua chợ một kiếm tiền nè. Mình hướng dẫn nha. Anh em vào một mờ nè. Phan máy mình hơi lót hơi chậm nha. Anh chị em cô bác thông cảm. Rồi anh chị em cô bác copy đường link mình giới thiệu, mình đi chia sẻ cho bạn bè đặng mình kiếm lượt gặp thêm nha anh chị em. Rồi mình qua bên đây đi. Sau khi anh chị em vô qua bên đó, qua bên mờ, rồi anh chị em vào phần lô tô nè. Mình kiểm tra từng một từ cho anh chị em ha. Ơi lô tô này ở đây là những người ấy không à, những người thắng không à? Thôi mình qua bên khác đi, một khác đi. Mấy anh em vào phần một hộp quà nè. Còn cái vụ góp tiền thì anh em mình để mình đổ bên giúp, mình sẽ hướng dẫn anh em sau ha. Anh em hộp quà là Netboy 6Today. Anh em vô đây nhận claim bri mẫu phí nè, clip lam nhận tiền đô, nhận hộp 8-9 đô gì nè. Anh em vô đây claim nhận miễn phí mấy cái này nè, đồ trúng được một cái chiếc xe đạp nè anh em. Hôm qua là cái iPhone, giờ xe đạp bri. Mỗi ngày thì nó tặng cho mình một cái khác nhau. Một tiếp anh xem của bác chạy chút. Sao Today. Claim. Anh chị em cô bác thông cảm nha, máy của mình nó tải quá nhiều game. Đồ được mình được một vé tham gia tham dự nữa nha anh chị em. Nè anh chị em, đây là những người chiến thắng nè. Đã thắng được iPhone 11 Pro nè, Samsung 4G Mi Max Trend nè. Nhận được với 11 vé nè. Đã giành được iPhone nè, những người này giành chiến thắng nè anh em. Hôm qua vậy video của mình đến đây, anh em bấm vào nút giọt thôi coi. Mình tìm hiểu từ từ nha mọi người. Mình nè, clip tu này là lên cấp thôi nha mọi người. Lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 nè. Là cái sức đập của mình nó càng mạnh nha. Anh em đi về chia sẻ link của mình. Vậy video của mình đến đây cũng ấy. Hôm qua mình có review cho anh em con. Hôm qua mình có review cho anh em con quét là kiếm tiền về ETH. Nay mình vô mình nhận số thì được không nè. Nè anh em quá kêu vô có một phi nữa nha.
mình sẽ việc vô nhận nha anh chị em. Rồi mình vô mình lấy captcha. Hướng dẫn thì mình có để dưới phần mô tả đó. Anh em chơi video sau mình sẽ làm hướng dẫn rút tiền con đập đá nha mọi người. Bài quảng cáo quá. Anh chị em chờ chút nha. Trời ơi sao bài quảng cáo rồi, hoài trời. Thôi vậy video của mình đến để không mất thời gian của anh em nhiều. Video của mình đến đây thì cũng chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một con web Blockmart, rút về PayPal hoặc Bitcoin nha mọi người. Ok nha mọi người.